Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Việt Sử Thuần Thư. Quý vị thân mến, với 79 năm tuổi đời, gần 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Lê Duẩn là nhà lãnh đạo chính trị kiên định, nhà chiến lược xuất sắc, nhà tổ chức tài năng, nhà tư tưởng chính trị lớn của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời của ông có những chuyện vẫn chưa được tiết lộ. Mới đây, con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tiến sĩ Lê Kiên Thành đã lần đầu tiên chia sẻ bí mật khó tin về người cha của mình. Thậm chí ông còn thẳng thắn đối diện và trả lời song phẳng về nhận định không thiện chí về cha mình rằng cố Tổng Bí thư Lê Duẩn có phải là một nhà lãnh đạo độc tài hay không? Rốt cuộc Tiến sĩ Lê Kiên Thành, con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã phản ứng ra sao trước câu hỏi cố Tổng Bí thư Lê Duẩn có phải là một nhà lãnh đạo độc tài, độc đoán hay không? Quý vị hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, ngày 10 tháng 7 năm 1986, ngày 10 tháng 7 năm 2016, báo chí đã may mắn có được một cuộc trò chuyện với Tiến sĩ Lê Kiên Thành, con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. 40 năm sau ngày đất nước thống nhất, có lẽ đây là thời điểm hợp lý hơn bao giờ hết để hiểu thêm một phần về cố Tổng Bí thư Lê Duẩn và những đóng góp của ông trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong những cuộc trò chuyện, phóng viên hỏi Tiến sĩ Lê Kiên Thành những câu hỏi thẳng thắn, song phẳng, thậm chí đôi khi có thể khá khó chịu về cha ông, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Và ông đã đáp lại bằng sự thẳng thắn, thậm chí còn vượt cả sự chờ đợi. Có thể có người nói cha tôi độc tài, nhưng thời điểm đó, những người xung quanh cha tôi đã được cháy sáng hết mình nhất vì đất nước. Nếu có sự độc tài của cha tôi, hẳn là họ không bao giờ có cơ hội đó. Nếu cha tôi là người độc tài, liệu chúng ta có được sự đồng thuận trên dưới để đi đến ngày đất nước thống nhất? Rốt cuộc, Tiến sĩ Lê Kiên Thành, con trai Tổng Bí thư Lê Duẩn, chia sẻ thẳng thắn nào về cha của mình? Khi nhìn lại quãng thời gian ông Lê Duẩn ra miền Bắc rồi trở thành Tổng Bí thư trong suốt 26 năm, nhiều người nói ông đã tìm cách củng cố dần dần quyền lực của mình. Nếu cha tôi là người như thế, thì đã không có chuyện ông 5 lần 7 lượt xin ở lại miền Nam. Ông Lê Kiên Thành khẳng định, sẽ không có chuyện ông đề nghị với Bác Hồ và Trung ương phân công ông Trường Chinh và ông Phạm Văn Đồng giữ chức Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ. Nhưng có những người có thể vì không đủ thiện chí hoặc cũng có thể vì không đủ thông tin mà không hiểu và có cái nhìn sai về lịch sử. Khi ông Võ Nguyên Giáp được phân đi phụ trách công tác kế hoạch hóa gia đình, nhiều người nói, cha tôi và ông Võ Nguyên Giáp có hiềm khích vì ông Võ Nguyên Giáp là người tài. Trước hết theo tôi, việc tung tin như thế là ý đồ của kẻ xấu nhằm chia rẽ nội bộ của đảng. Và thực tế, theo nguyên tắc lãnh đạo của đảng, cha tôi đâu phải là người có quyền lực tuyệt đối. Mọi quyết định lớn của đất nước đều phải có sự nhất trí của tập thể bộ chính trị cơ mà. Nhà báo Lương Bích Ngọc trong một bài phỏng vấn cách đây mấy năm trên báo Vietnamnet cũng không ngần ngại hỏi tôi về mối quan hệ của cha tôi và ông Giáp. Nguyên văn câu trả lời của tôi là thế này: ông Võ Nguyên Giáp đã từng đến gặp riêng cha tôi và nói, cuộc đời cách mạng của tôi có được một phần lớn là nhờ anh ba. Cha tôi chưa bao giờ thích thể hiện mình là người có quyền lực. Hầu như mọi cuộc tiếp xúc quốc tế tôi được biết, ông đều phân công cho ông Phạm Văn Đồng. Thế nên, có những giai đoạn, chính những người Mỹ cũng đã không nhận ra rằng cha tôi mới chính là người nắm vai trò lớn trong việc hoạch định chính sách cho cuộc chiến tranh ở miền Nam. Và sau này, có người Mỹ nói với tôi, đó là một trong những lý do khiến họ thất bại. Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn là một trong những lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với gần 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam, thể hiện rõ nét ở những tư tưởng đột phá, tầm nhìn xa trong tư duy lãnh đạo sự nghiệp cách mạng nước nhà. Tuy nhiên, có ý kiến lại cho rằng ông là một nhà lãnh đạo độc tài. Đáp trả điều này, Tiến sĩ Lê Kiên Thành có câu trả lời khiến tất cả phải sửng sốt. Chắc chắn không, đó là điều mà Tiến sĩ Lê Kiên Thành khẳng định khi được hỏi cố Tổng Bí thư Lê Duẩn có phải là một nhà lãnh đạo độc tài. Lê Kiên Thành nói, tôi không tin những người mang tính độc tài lại có thể sáng tạo trong tư duy
và đường lối lãnh đạo. Có thể có người nói cha tôi độc tài, nhưng thời điểm đó, những người xung quanh cha tôi đã được cháy sáng hết mình nhất vì đất nước. Nếu có sự độc tài của cha tôi, hẳn là họ không bao giờ có cơ hội đó. Nếu cha tôi là người độc tài, liệu chúng ta có được sự đồng thuận trên dưới để đi đến ngày đất nước thống nhất? Nhưng người ta vẫn nói Lý Quang Diệu là nhà độc tài, nhưng tôi không nghĩ thế. Đôi khi, người ta dễ bị nhầm lẫn giữa sự cương quyết và độc tài, khiến Singapore trở thành một đất nước năng động như bây giờ. Mà bảo ông ấy là người độc tài thì tôi thấy thật khó thuyết phục. Đến giờ, nếu bảo đất nước chúng ta làm cách nào để tạo ra một lớp lãnh đạo như lớp lãnh đạo thời điểm đó với sự sáng suốt, sự hy sinh đến tận cuối đời có lẽ rất khó. Cứ nhìn vào gia đình họ, con cái họ là có thể hiểu sự hy sinh của họ. Rất nhiều người có thể hy sinh bản thân mình nhưng không sẵn sàng hy sinh con cái. Còn những người đó, họ đương nhiên đã hy sinh bản thân mình, hy sinh gia đình mình, con cái mình. Tôi may mắn được sống cạnh cha tôi, hiểu ông và tôi có thể tự tin nói rằng cha tôi là người mà việc ông làm chỉ là bởi ông thấy đó là điều cần phải làm. Không bao giờ ông nghĩ đến những vụ lợi bản thân mình trong đó. Cha tôi là người không bao giờ nghĩ rằng ở đâu đó ông phải nhắc lại những việc ông đã làm để người ta biết đến ông và biết rằng ông chính là người làm việc đó, chứ không phải ai khác. Chính điều đó làm tôi tự tin rằng cái đó sẽ mãi là của ông. Tôi nhớ có những lần sau khi nghe được những câu chuyện về lịch sử từ cha tôi đã nhiều lần thắc mắc với ông. Nếu những chuyện như vậy mà mọi người không biết đến thì có xác đáng không? Cha tôi trả lời, cái quan trọng nhất là mình làm chuyện đó và mình đã được làm chuyện đó. Với ông, chỉ cần được làm việc ông muốn làm, đó đã là hạnh phúc. Cha tôi cứ nhắc đi nhắc lại mãi về câu chuyện một người bạn tù trước khi chết đã trăng trối với ông lúc còn ở trong nhà tù Côn Đảo. Tao muốn làm cái gì cho đảng quá, mày có thể mặc cái áo này cho tao không? Cứ để tao chết trần truồng. Nhưng cha tôi không chịu, dù với ông, cái áo đó vào những năm tháng tù đầy thiếu thốn đó là vô cùng quý giá. Đó là câu chuyện mà ông nhớ mãi. Nó nhắc ông mãi mãi nhớ rằng được hy sinh cho dân tộc, cho đảng là một hạnh phúc chứ không phải là công lao. Người cộng sản chân chính thì không cần kể công với đất nước vì rất nhiều người muốn hy sinh mà không được hy sinh. Đến giờ, vẫn không ít người cho rằng cha ông, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn là người phải có trách nhiệm với cuộc chiến tranh biên giới cũng như những khó khăn, sai lầm mà ta mắc phải trước đổi mới. Và có người nói đại ý nếu ông Lê Duẩn chỉ dừng lại ở thời điểm năm 1975 thì ông đã mãi mãi là anh hùng. Nói về điều này, ông Lê Kiên Thành chia sẻ, cũng giống như khi bạn hỏi là sẽ đúng hay sai nếu ta chọn con đường hòa bình chứ không phải chọn con đường đấu tranh vũ trang tại miền Nam. Tôi cũng sẽ lật lại vấn đề thế này. Nếu chỉ dừng lại ở 1975 mà không giúp nhân dân Campuchia giải phóng dân tộc mình khỏi họa diệt chủng Pol Pot, không thực hiện cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía Bắc, thì bây giờ đất nước sẽ thế nào? Tôi cần phải nhắc lại rằng khi đó, Campuchia với sự hỗ trợ từ nước ngoài đã gây ra cuộc chiến tranh xâm lược ở các tỉnh biên giới phía Nam và đe dọa phá hoại thành quả của cuộc kháng chiến mà chúng ta đã phải hy sinh xương máu 20 năm trời mới giành được. Cha tôi từng nói với tôi, đến 60 tuổi, ông sẽ nghỉ và ở nhà viết sách. Nhưng giải phóng miền Nam xong là lúc đất nước bộn bề, ngổn ngang, kinh tế khó khăn. Sau đó xảy ra chiến tranh biên giới phía Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc. Liên Xô và các nước Đông Âu thì rơi vào khủng hoảng. Đủ mọi sóng gió đến với chúng tôi vào đúng thời điểm ấy. Lúc này, cha tôi hiểu phải tìm ra một phương thức tồn tại mới cho xã hội mà từ sau giải phóng, ông đã nhận ra là những cái cũ đã không còn đúng, không còn phù hợp. Trong một bài viết trên tạp chí Xưa và Nay, nhà nghiên cứu kinh tế Đặng Phong đã công bố những tư liệu về việc ngay từ những ngày đầu tiên sau giải phóng, khi đại hội thứ tư diễn ra năm 1976, cha tôi đã hình thành tư duy đổi mới. Bác Lê Đức Anh trong một bài viết cách đây vài năm cũng đã nói về tư tưởng đổi mới của cha tôi từ thời điểm đó. Khi ấy, những ý kiến đổi mới của cha tôi đã được đưa vào văn kiện dự thảo. Chỉ tiếc là
ông đã không thể làm được việc đó ngay tức thì. Vì không dễ để có thể ngay lập tức thay đổi tư duy của cả một xã hội. Khi ông Kim Ngọc làm khoán hộ ở Vĩnh Phúc, một đồng chí lãnh đạo chỉ đạo viết một bài phê bình trên báo Nhân dân. Cha tôi đọc xong bài báo đã ném xuống bàn trước mặt ông Trần Quỳnh, nét mặt vừa châm biếm vừa buồn rầu. Các anh đọc bài báo này đi. Nhiều người có thể nghĩ cha tôi không ủng hộ ông Kim Ngọc, nhưng ít ai biết hai ông đã ngồi ăn cùng nhau, và nếu không có sự ủng hộ từ cha tôi, ông Kim Ngọc đã không còn là bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Có thể có người nghĩ cha tôi là người nắm chức vụ cao nhất trong đảng, tại sao lại không có quyền quyết định? Nhưng ông đã từng nói với tôi, đời ba đi làm cách mạng như đi làm dâu trăm họ. Đôi khi phải biết nhượng bộ người này điều này để họ đồng ý với mình ở những việc khác lớn hơn mà có lợi cho đất nước, cho dân tộc. Có những lúc chúng ta không còn cách nào khác là phải chờ đợi. Theo tôi hiểu, nhiều người đã ủng hộ ông trong sự nghiệp thống nhất đất nước, thì bây giờ ông phải chấp nhận nhượng bộ họ, chờ đợi họ thay đổi để giữ được sự đoàn kết trong nội bộ. Đó cũng là một quy luật bình thường trong đổi mới tư duy thôi. Có một sự thật rất buồn cười là bây giờ chúng ta phê phán bao cấp, nhưng ngày đó những người muốn giữ bao cấp nhất chính là các cán bộ, công chức nhà nước, những người sống bằng chế độ bao cấp. Nhiều người phê phán của cách mạng giá, lương, tiền, nhưng giống như trận đánh Mậu Thân năm 1968, chúng ta đã phải hy sinh rất nhiều. Giá, lương, tiền cũng đã làm được một điều quan trọng là bẻ ngoặt tư duy của xã hội Việt Nam, buộc họ phải chấp nhận việc xóa bỏ chế độ mậu dịch. Liên Xô lúc đó đã rất cản trở kế hoạch này của chúng ta, vì họ cảm nhận được chúng ta đang thay đổi, đang đi theo một con đường khác. Đó là điều họ không hề mong muốn, nhưng chúng ta vẫn quyết tâm làm đến cùng. Đúng là chúng ta có thể đổi mới kinh tế sớm hơn, nhưng với những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt trong giai đoạn đó, thì việc mất 11 năm để chính thức bắt đầu đổi mới, tôi nghĩ nó không phải là một quãng thời gian dài với lịch sử của một dân tộc. Và những người trung thực nhất với chính mình, nếu để viết ra một kịch bản khác cho quãng thời gian 11 năm sau giải phóng, với hoàn cảnh của đất nước khi đó, có thể sẽ có một kịch bản tốt hơn một chút. Nhưng tốt hơn, hay hơn, rất nhiều thì tôi tin là không có. Ngay cả Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc, khi họ muốn thay đổi nền kinh tế của họ, họ đã phải đi bước đầu tiên là thay đổi chính thể. Và kể cả khi đã thay đổi chính thể rồi, giá cả của họ cũng đã tăng lên cả nghìn lần. Tổn hại mà họ đang phải đánh đổi cho sự đổi mới là không kể xiết. Người ta đều mặc định khi ông là con trai tổng bí thư, gia đình ông sẽ là gia đình danh giá của Việt Nam, thì bản thân gia đình ông sẽ có những quyền lợi mà nhiều người khao khát. Thậm chí còn có những lời đồn về việc cố tổng bí thư Lê Duẩn đã để lại cho con trai mình tài sản khá lớn. Sự thật là những người con của cố tổng bí thư Lê Duẩn cũng phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng việc được làm con của ông là cái được lớn nhất của chúng tôi, Lê Kiên Thành bộc bạch. Cha tôi trước khi mất có nói với tôi rằng bà chết đi có lẽ không để lại cho con một đồng xu nào, có chăng để lại cho con cái tiếng của ba. Sau này tôi nghiệm ra rằng điều đó đúng vô cùng. Tôi đi làm kinh tế tư nhân từ hai bàn tay trắng. Cha tôi, đúng như lời ông nói, đã chẳng để lại một chút tiền bạc nào. Nhưng sau này, kể cả khi cha tôi đã mất mấy chục năm, thì cũng có những đối tác làm ăn, nếu vô tình biết tôi là con trai của ông Lê Duẩn, tức khắc họ dành cho tôi sự kính trọng, tin tưởng. Và tôi không giấu giếm một điều rằng, điều đó đã cho tôi nhiều cơ hội và thành công trên thương trường. Và đó là điều tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào. Quý vị thân mến, với một người như cố tổng bí thư Lê Duẩn, chỉ cần làm những gì mình cho là đúng và không bao giờ giải thích hay kể công. Vậy nhưng lại có một số người không đồng tình hoặc cho là có những nhận định tiêu cực về ông trong nhiều việc. Ông Lê Kiên Thành cũng đã thẳng thắn khi trả lời về những ý kiến không hay đó về cha mình. Ông Thành khẳng định, có một điều khiến tôi tin vào những gì mà tôi nhận định về ông là một người cha có thể giấu giếm con người mình lúc ra ngoài xã hội nhưng không thể lừa dối con cái mình. Và tôi đã quan sát ông cả cuộc đời nên tôi tin vào sự cảm nhận của tôi về ông. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.